Xin chào quý anh chị và các bạn. Và tiếp theo trong cái chuyên mục tử vi của ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn tiếp theo. Có ba con giáp trong cái cuối tuần này sẽ có rất nhiều may mắn về tài lộc, thần tài sẽ mở lối cho các bạn và giúp bạn trở thành cái con giáp phát tài trong cuối tuần. Và các bạn hãy nắm bắt ngay lấy cơ hội và đừng để thần tài thất vọng. Con giáp thứ nhất đấy là tuổi Thìn. Xin được chúc mừng các bạn tuổi Thìn. Cơ hội để bạn kiếm tiền, cải thiện thu nhập của mình trong cái thời gian tới sẽ nhiều hơn, mà cụ thể chính là hai cái ngày cuối tuần này. Dịch bệnh đến khiến cho cái nguồn thu của con giáp này sụt giảm nghiêm trọng, nhưng nếu trong thứ bảy và chủ nhật tới, nếu những chú rồng nhanh nhạy nắm bắt thời cơ thì vẫn có thể có tài lộc về tay, cuộc sống cũng nhờ thế mà trở nên dễ dàng hơn. Đặc biệt là trong chủ nhật tới đây, có nhiều cái vấn đề tài chính sẽ được tháo gỡ và khó khăn trong cuộc sống của bạn cũng dần lùi xa. Bản mệnh cần nắm bắt cơ hội ngay khi có thể để không khiến mình lâm vào cái cảnh tiến thoái lưỡng nan. Điểm báo tử vi cho thấy là cái nguồn thu cuối tuần này của bản mệnh chủ yếu đến từ cái nghề tay trái. Sự chăm chỉ cần cù sẽ giúp bạn tìm thấy được cái tài lộc về cho mình. Sẽ khá vất vả mệt nhọc chứ chẳng hề dễ dàng như người ta tưởng tượng. Đưa tay ra là hái được tiền đâu. Thế nên bản mệnh hãy chuẩn bị tinh thần và sức lực cho mình. Đừng vội thấy khó khăn mà bỏ cuộc, bị người khác nói này nói kia mà đã tự ái bỏ đi. Thôi đời khi khó khăn kiếm được đồng tiền là đáng quý, nhất là trong cái mùa dịch bệnh này lại càng đáng quý hơn. Hãy trân trọng những cái gì mà mình đang có, dù sao nhìn xung quanh còn bao nhiêu người thất nghiệp nằm nhà, mình có việc để làm, có tiền để tiêu là điều hạnh phúc quá đi rồi. Thứ hai đấy là người tuổi Tỵ. Đối với người tuổi Tỵ thì thật là may mắn khi mà bạn vẫn nằm trong số những con giáp phát tài cuối tuần này. Bản mệnh đang có được những cái sự hỗ trợ vô cùng tích cực từ phía thần tài, được thần tài chỉ đường dẫn lối để không bỏ phí bất cứ cái cơ hội nào đến bên mình. Trong thứ bảy cuối tuần là cái lúc mà con giáp này nên tập trung nhiều hơn vào cái công việc chính của mình, chớ nên chần chừ do dự rồi lại để đủ thứ việc riêng tư xen vào. Khó lòng đảm bảo được cái tiến độ công việc. Ở thời điểm này, bất cứ việc gì làm hái ra tiền cũng đều quan trọng với bản mệnh. Thế nên những chú rắn hãy phân phối thời gian hợp lý, cân đối sắp xếp công việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao cho thật tốt. Làm tốt việc chính của mình không chỉ để lấy tiền lương, tiền thưởng đâu, mà còn là để cho tương lai có thêm nhiều cái cơ hội để phát triển. Tính là phải tính đường xa, chứ chớ nên nhìn cái lợi trước mắt. Bước qua chủ nhật, đây là cái ngày nghỉ ngơi, nhưng với những bạn làm kinh doanh, buôn bán thì mới là cái thời điểm bận rộn nhất, thu tiền về tay. Có thể cái thời điểm dịch bệnh này, lượng người ra ngoài mua sắm không nhiều, nhưng nhu cầu tiêu dùng vẫn còn đó. Nếu bạn biết đẩy mạnh cái mua bán online thì có thể chớp được thời cơ mà phất lên nhanh chóng. Điều này đòi hỏi bản mệnh phải nhanh nhạy để nắm bắt thị trường, hãy tiến hành kế hoạch của mình ngay để không bị tụt hậu. Và con giáp thứ ba đấy là con giáp tuổi Tuất. Người sinh năm Tuất khá lo lắng khi mà cái việc kiếm tiền trở nên ngày càng khó khăn hơn. Song điều đó không phải là cái vấn đề trong cuối tuần này. Khi mà bản mệnh đã tìm được cái lối đi riêng cho mình, con giáp này trước giờ vốn có nhiều cái tài lẻ, nhưng bạn chỉ nghĩ đó là thú vui riêng tư, khi rảnh rỗi thì tự giải trí cho mình. Nhưng giờ đây, thời cơ đến, bạn có thể biến thú vui đó thành phương thức để kiếm tiền. Sự linh hoạt và chủ động trong tìm kiếm cơ hội kiếm tiền của tuổi Tuất được đánh giá khá cao, bằng chứng là có nhiều người ủng hộ ý tưởng của bạn. Số tiền kiếm được cũng không hề ít, tạm thời giải quyết được những cái khúc mắc về tài chính hiện tại của con giáp này. Trên đây chính là ba con giáp cực kỳ may mắn, thần tài sẽ mở lối đi cho bạn và giúp bạn trở thành cái con giáp phát tài trong cuối tuần. Vậy thì chúng ta hãy nắm bắt ngay lấy cơ hội này. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video, và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Ly Lực Tử Vi, hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình, và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, an bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.